Chào mọi người đến video của mình. Đã có bao giờ bạn xuống ghe, đi ghe chưa? Đặc biệt là chiếc ghe bơm cát. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bơm cát và trải nghiệm những chuyến đi đầy thú vị, đầy thử thách. Và bây giờ mình chuẩn bị cập bến. Ghe từ từ cập bến nước. Lúc này hôm nay là 12 tháng 3, nước kém, cho nên nước chảy rất là ít. Mình thả từ từ vô bến rồi nè. Mình chạy lẹ lẹ vô coi hai thợ cần trên đó nó làm gì trên đó. Có lẽ là cái cần nó bị hư rồi. Chiếc cua bê màu cam trên đó là chiếc cua bê Hitachi 450 ZX, xe đời cao, xe điện. Mình tranh thủ ghé ghe lại, mình chạy lên mình coi nó hay, nó làm gì ăn, mình phụ tiếp để tranh thủ lấy cát. Không ơi là đi trễ quá, trời tối đi vất vả lắm. Mình lên bờ rồi, thì hai nó đang làm hai cái ống chắc bị hư, bị tét gì á, bị xì nhớt. Cho nó chỉnh sửa lại. Làm gì chả rồi đó. Nó chỉnh xong rồi đó. Giờ đang kiểm tra lại coi có còn bị xì nhớt không. Ủa? Ai chết? Hả anh Bảy chứ, anh Bảy nhảy lên cái một. Rồi chiếc cua bê chạy được rồi. Chiếc ghe lớn này nè. Chiếc này khoảng 50 ngoài khối. Chắc chạy gia công, con chủ đang đứng đợi. Cái gạo cạp nó rất là đặc biệt. Thì nó có một cọng dây xích treo lẳng lơ trên đó đó. Cái cọng dây xích lòng thòng đó nó rất là đặc biệt. Thì nó sẽ giảm được cái lực tác động lên cái cần, tăng cái độ bền của cái gạo của cái cần. Cái này nó về đây dây thì nó làm việc rất là quá tải. Một gạo này nó được 1 khối 2 là khoảng 1 khối 1 tấn 6. Bên đây nó còn chiếc nào bị hư rồi, đậu đợi. Thì từ trên nhìn xuống hình nó đợi bà bán đi chai lại kiếm đó. Nó hư đâu mấy năm nay rồi, nó sửa hoài sửa không được. Ngoài khối cạp rất là nhanh, chỉ khoảng 10 mấy phút thôi. Chắc là nhanh của cua bê, cho nên mấy cái giữa cát ở gần xứ mình là toàn chỉ xài cua bê thôi. Cái cần này rất là dài, khoảng 18-19 thước. Cần này không phải là cần zin mà cần độ chế lại nó ngoài xa được, để cạp cát, để nhét cát mấy chiếc xà lan. Thì mấy anh em nào có làm trong cái nghề này á, thì liên hệ ở đây. Cái người làm gạo, làm cần này ở trên Cái Sắn, trên Úc Nốt ở gần mình thôi. Liên hệ ở đây thì mình sẽ liên hệ được, mình sẽ làm được. Để mình chạy lại cái cần này có gì vui với đẳng không. Ở đây mình thấy cái bánh xích đó nè các bạn. Cái bánh xích, cái gần bánh xích của nó là mòn đó. Chạy với cát nó mòn cỡ đó. Thời gian bắt buộc phải thay cái bánh gần đó chạy được. Hiện tại giờ nó bị tuôn nhiều lắm anh. Mình ngồi với thợ cần này, cảm giác nó làm sao. Cảm giác ở đây rung lắc ghê gớm. Mà có tiếng kêu hót ác rất lượt bội. Hót ác là chỗ mấy cái ắc, mấy cái ti rồi nó bị hết mỡ bò, bị hết cái chất bôi trơn, cho nên nó ma sát kêu lớn vậy đó. Nghe rất là nhức tai. Chắc còn khoảng 1-2 gào nữa là đầy cái ghe này sắp sửa đi rồi. Đó, chủ nhà đó các bạn, chủ nhà đứng ở một cát. Lúc này thợ cặn đang chỉnh ghe lại cho ngay. Xong rồi bắt đầu tính tiền. Thợ cần đang tính tiền đó, mặt thợ cần đó. Sẽ sẵn lấy tiền nè ông nội. Tính tiền. Sẹt. Nè tiền với ông nội. Cạp với cái lờ á. Cát đắt không. Nè bo thêm nè. Lấy đi cà phê. Nó chống gung tốt lắm, mày quay coi đẹp lắm. Rồi quay cho tối không đẹp. Rồi đủ chưa? Hẹn gặp lại nha. Lấy rồi tới lượt hai chiếc ghe của chú cháu mình vô. Đập ghe chạy rất là khó, chạy phải chậm thì chậm, canh từ. Nè đá lái ra nè, quăng cái mũi vô nè,
câu mũi vô đá lái ra rồi vượt luôn. Bữa nay nước kém, nước không có chảy, nước nó lình bình vậy đó. Lên trồng vô cây cho nó lôi vô cho dễ. Rồi lôi đi ông nội, thầy công này nó chạy cũng như cái lờ luôn, nước không có chạy, nước không có chảy gì chứ mà chạy bê ra bê vô mắc quăng dây lôi mới được. Thầy công này yếu quá, nói vậy cho vui chứ hai ghe cặp kè chạy ghé bến rất là khó, rất là vất vả, rất là khó. Em mà trong nghề nhìn ai cũng biết rồi, thì cặp kè lại chạy lái không được, đá mũi đá lái không ăn gì. Chiếc này là Hitachi ZAXIS 350LC, đời cao nó điều khiển toàn bộ bằng điện. Đó, bắt đầu sự cố, gặp sự cố cạp được có 8 gào à, gặp sự cố nữa rồi đó. Đứng nghiên cứu nhìn cười không à. Mình thấy nó là ghê lắm. Nó mòn cả đó đó. Cái ắc nó bị lọt. Cộng cái xích nó rớt ra ngoài. Rồi ở cái cần lên thì nó hai cọng dây nó chằng xuống cái ống sắt đó, bị bể ống sắt nữa xì nhớt ra, giờ phải làm lại đem mấy hàng ra làm thay ống hàng ống. Ủa gãy ống sắt nữa hả? Ủa, bể để mình quay cận cảnh cho mọi người coi nè, đó nó mòn quéo hết trơn á. Còn ba cái lỗ bạc thì nó bị đứt hết một lỗ, còn hai lỗ hai bên nè nó bị gãy cái chốt gài chốt khóa là lấy mấy hàng hàng khóa cái chốt lại, xọt cái ắc vô, cái ắc nó còn tận dụng là được. Còn gào dính đi luôn rồi nó thợ gần bụng bự, tháng 30 triệu á, lâu dây điện như đó, khổ cái ghê không. Kéo dây điện đứng giờ khoe quần đẹp xì tay vô làm riết đi ông nội cho ta đi, tao hù tới đôi mũi cắn chết luôn á, cái này giữ lóng mũi luôn. Đó, thợ gần thứ hai quê hàng, quê hàng xanh, quê hàng xanh, quê hàng xanh là quê hàng hình như là Nam Triều Tiên, quê hàng này chắc. Thì vòng vòng có không hả? Qua để 3 can. Rồi 102 can nữa. Trời ơi, giờ 3 can nữa. Anh Phi nhớt mẹ nè, gần Phi à, Phi 6 can hả? 16 can đẩy hết 5 can à. Phi có nhiêu đâu, có 12 triệu à. Phi nhớ có 12 triệu à, có 6 can mà đẩy hết 5 can này. Cái kho cuối năm. Hai thợ này thì anh nào cũng còn trẻ đó, khoảng 22, 23 tuổi hả. Thì mấy thợ cần trẻ này làm việc rất là châu bò, làm việc rất là khỏe. Mình bước vào cái nghề này mình bắt buộc phải biết mấy cái thứ lặt vặt, phải biết ví dụ như là hàng thay ống, rồi đi bấm ống, rồi bơm mỡ bò, đứt xích thay xích vô ắc, vô ti gào ti chỏ này nọ đồ, thì mình bắt buộc mình phải biết. Làm cái nghề này thì tương đối tiền lương thì cũng được đó, mà nó chắc giả áp lực thì mình chịu trì, phải có cái tính trì, kiên trì mình mới làm được cái nghề này. Để mình tua nhanh cho qua khúc này. Ở dưới bến có một chiếc ghe mới đang chạy lại, đậu tại nữa kìa, tại lấy cát đó. Ở xứ mình bây giờ là người ta chỉ toàn chạy cát dừa chứ, cát dừa mà cát khô chứ, nó cái độ sạch nó có, còn cát sông nó quá dơ đi, nó dơ đến khủng khiếp luôn, mình xài không có được. Cái này người ta gọi là thằng ẻ thằng gình nè, thằng hàng thằng đứng dòm. Lúc này mình chạy lên phụ hàng nó nè, mình lên trên mình chỉnh ống, xây cái ống lại qua một bên để cho cái nó hàng cái bề dưới, nó hàng được bề trên nè, còn bề dưới hàng chưa được. Nó leo leo dịnh dịnh vậy đó chứ lên trên ngồi không à, chứ không có làm gì chứ. Rồi vậy là xong, bắt đầu anh thợ cần áo xanh anh chạy lên anh thử máy,
anh lo cái cần ở ngoài đó, anh thử máy còn xì không? Hàng hàng đó chứ nó chưa có chắc ăn không, mình thử cái coi nó còn xì còn gỉnh không, mình hàng nữa. Rồi dỡ lên, rồi quên hạ xuống, quên xỏ cái ắt vô, dỡ lên cái hư lần thứ hai, lúc nào mình chạy lên phụ tiếp mấy cái nữa, hai thằng xỏ thọt nó nặng dữ lắm, nặng nó chơi nhớt à, giờ ba cái nhớt nó dính, ba nhớt nó chạy ra nó chơi dữ lắm, chơi dính nó chắc rồi mới té chết. Lúc này nó còn xì nhớt nè, nó phá một cái ống sắt bên kia, tới đây nó phá thêm một cái ống bốn nhựa bên đây. Rồi sửa sạn mở ra lấy cái ống khác để vô. Lương tháng 40 thay ống không à, ống hư thay có mã đắt trên nên là lụm ra nhớt bắt đầu chảy ra. Nó là nhớ cái đực đó. Dưới sạn tôi thằng đi. Là 6.000. Nhớ lại má gỡ ra, nhớ phải chảy gì nó chịu. Đậu má là chi. Lít có nhiêu đâu, lít có 60.000 à. Để chơi đặng phi không, chơi lít quá. Phi 200 chứ tính tới anh hai ơi. Phi có 12 triệu à. 62 12. 3 can. 3 can ăn đủ chẳng mày. À. Nhớt chảy mà làm như nước vậy đó. Nè. Dặn cái đầu ốc nó nữa là xong rồi đó. Cái nặng ở cặn bên đây ở chằng thì nó đang hàng hai cái đầu ốc. Chặn lại được nhớ cắt nó chạy. Chặn lại xiết lại cái là xong rồi. Bây giờ chữa xong rồi mình xuống ghe, mình sửa sạn ghe cổ là mình sửa sạn lấy cát. Hai cái ống nó hao nhớt nhiều quá cho nên hai thợ cặn nó chấm nhớt. Bình thường là tới được kia mình rồi bắt đầu mình lấy cát thì nó được 40 khối gạo, khoảng 32-33 gạo rưỡi ở đây thì nó cắt là không mà nước bò ngang mũi lên tới đầu gối mình luôn á, tại vì mình đi đường gần không à, đường gần gần nhà không à, cho nên mình chở thẳm được, còn đi đường xa không dám chở thẳm, sóng gió mình sợ mình ngại. Lúc này trời cũng gần chiều rồi, hết nắng rồi. Ráng này đất rất là nhiều đất cho nên hai chú cháu đứng lụm được nhiều hay nhiều. Thì bữa nay là đi về tối là cá chắc rồi, bị muỗi cắn là cá chắc rồi. Rồi bắt đầu mình ra bến. Chú mình ông ban cái ngọn ra đang cho mình thấy đường chạy. Nếu không ban thì không thấy đường, chạy rất là khó. Bắt đầu ra qua rồi sông lớn rồi, bắt đầu mình lái bằng chân, không lái bằng tay nữa. Đó, cái mũi nó khẩm cỡ đó đó, khẩm rất là khẩm. Nước tháng 3, tháng 4 này nó rất là trong, trong dữ lắm trong. Còn tháng nước đổ nó đục màu đỏ đỏ. Tháng 3, tháng 4 này nước thì rất là ít. Nước ít hơn rất là nhiều so với tháng 7, tháng 8. Đó, nếu mà chạy nhanh là nước bò lên cái gió luôn vậy đó. Nếu mà trời gió như là không có sóng như là chạy thoải mái. Lúc này hết nắng rồi, bắt đầu mình thả cái thuyền xuống cho mát dễ quay phim, với lại mình vô gạch nhỏ rồi, bắt đầu có cây nhiều cầu nhiều rồi mình hạ nó xuống. Rồi mình vô cầu thì nước này thì nó kém thì nó không có chảy, cho mình chạy bình thường à, chạy như là lái xe đạp vậy đó, lái đầu đi theo đó, không có bê, không có chớn, không có gì cho chạy thoải mái, nó là dễ chạy. Này thì nó chỉ nhanh hơn đi bộ một chút xíu thôi, tại vì mình tua nhanh nên mình thấy nó hơi nhanh vậy đó, thấy nước nó giận nhiều vậy. Rồi tới chỗ luôn anh em, tới chỗ thì bắt dây đồ rửa sạn rồi, rồi thì nó tối luôn, bơm cát anh ta hù luôn, mũi rất là mũi rất là nhiều. Rồi mình bơm xong cái cát rồi về mình tới hù luôn rồi,
hết thấy đường luôn. Thì cái máy quay Google này quay ban đêm rất là tối, không thấy đường gì chứ. Đó, mình sửa sạn về. Thế nên cái quá trình mà bơm cát lên nền nhà mình không có quay lại được, quá trời tối. Cái hình ảnh nó không có rõ nét, tôi nó được bị hạn chế. Video về cái hành trình bơm cát của mình đến đây là kết thúc. Có thắc mắc gì á, hãy để lại bình luận ở bên dưới. Nếu thấy hay á, cho mình một like, một cái chia sẻ, một lượt đăng ký. Để mình có động lực để ra những video tiếp thú vị hơn, hay hơn, chu đáo hơn.